Huấn luyện viên Chusser nhận tin không vui về Minh Vương. Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa được hưởng niềm vui chiến thắng tại V-League 2023 khi để Công An Hà Nội FC cầm hòa một đều trên sân nhà Pleiku ở vòng 4. Đây đã là trận hòa thứ tư liên tiếp của đội bóng phố núi tại V-League 2023. Không những vậy, Hoàng Anh Gia Lai còn nhận tin dữ về lực lượng với chấn thương của tiền vệ Trần Minh Vương. Phút 41, Minh Vương nằm sân đau đớn sau pha vào bóng từ phía sau của trung vệ Almanda Monteroy Enton bên phía Công An Hà Nội. Tuyển thủ Việt Nam sau đó phải rời sân bằng cáng. Các góc máy truyền hình cho thấy đầu gối trái của Minh Vương tím bầm dù đã được băng đá. Mới đây, tình hình chấn thương của tiền vệ sinh năm 95 đã báo tin dữ cho cả Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển Việt Nam. Theo chẩn đoán ban đầu, bác sĩ Đồng Xuân Lâm của Hoàng Anh Gia Lai cho hay, hiện chúng tôi mới xác định Minh Vương bị chấn thương dây chằng trong khớp gối. Hoàng Anh Gia Lai sẽ đưa Minh Vương đi chụp phim và xác định cụ thể chấn thương, đánh giá chính xác chi tiết mức độ chấn thương và khả năng hồi phục. Được biết, chấn thương dây chằng đầu gối tương đối nặng trong thể thao, do đó Minh Vương cần ít nhất khoảng 3-4 tuần mới có thể tạm bình phục trước khi tập luyện trở lại. Như vậy, tân huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam Philip Chusser khó có thể triệu tập Minh Vương ở đợt tập trung tháng 3 sắp tới, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 3. Minh Vương hiện là trụ cột còn sót lại của Hoàng Anh Gia Lai. Bên cạnh Nguyễn Tuấn Anh, tiền vệ quê Thái Bình đang thể hiện phong độ tốt tại V-League 2023 với 2 pha kiến tạo sau 3 lần ra sân từ đầu giải. Màn trình diễn ấn tượng của Minh Vương thời gian qua đủ để thuyết phục tân huấn luyện viên Chusser gọi lên đội tuyển Việt Nam. Nhưng chấn thương đáng tiếc này có thể sẽ phải gác lại cơ hội này. Trước đây, Minh Vương từng nhiều lần tập trung đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Bắc Hang Sơ, tiền vệ này luôn tạo nên khác biệt mỗi lần được sử dụng nhờ khả năng tạo đột biến cao. Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân với tổng cộng 28 cầu thủ và 4 thủ môn. Được biết, danh sách này đa số đến từ những gương mặt tham dự AFF Cup 2022. Do không phải FIFA Days, huấn luyện viên Chusser sẽ không triệu tập 3 tuyển thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn.